Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục từ ngày hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật tới toàn thể mọi người một số cái thông tin liên quan tới bé ca nương Đặng Tú Thanh. Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn có được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Đến với video ngày hôm nay thì Khanh Béo TV muốn truyền tải tới toàn thể quý vị và các bạn một số cái thông tin tiếp theo liên quan tới cái lễ tang của cháu Đặng Tú Thanh. Thì như các quý vị cũng đã biết, Đặng Tú Thanh cũng vừa học xong cái khóa tu tại chùa. Và trong những thời gian trước đây thì thầy Thích Trúc Thái Minh cũng cùng với bé và trong rất là nhiều năm, và hai bác cháu rất là thân thiện, thưa quý vị. Và ngày hôm nay có một điều đặc biệt ở đây, đó là những bông hoa tím hiện nay đang nở rất rộ. Và bác Trúc Thái Minh cùng với bé thì cũng đã từng chỉ tụng kinh Pháp Hoa mà ngày thường hai bác cháu vẫn tụng, thưa quý vị. Thì đến ngày hôm nay, sự ra đi của cháu Đặng Tú Thanh để lại cho bác Trúc Thích Thái Minh thì cũng rất là xót xa, xúc động. Và bác cũng chia sẻ một số cái thông tin lên trang cá nhân của mình để bày tỏ cái tấm lòng thương tiếc đối với cháu Đặng Tú Thanh. Và sau đó thì bác Trúc Thái Minh thì cũng có nói với cái người tài xế đã gây ra tai nạn một vài lời, tức là để mà có vài lời để nhắn nhủ tới cái người tài xế gây tai nạn giao thông này. Sau đây thì những cái thông tin mà liên quan tới vụ việc của cháu Đặng Tú Thanh diễn ra như thế nào thì Khanh Béo xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục ngày hôm nay xin được cập nhật tới các quý vị một số cái thông tin vẫn liên quan tới vụ việc của cháu Đặng Tú Thanh. Kính thưa mọi người, tuy rằng cháu ca nương Đặng Tú Thanh đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại, nhưng dường như ngày hôm nay cháu lại quay trở về đây để cùng với bác chỉ tụng kinh Pháp Hoa mà ngày thường hai bác cháu vẫn chỉ tụng. Màu hoa tím, những cây hoa này là bác cùng với cháu Đặng Tú Thanh rất là thích. Và hôm nay dường như hương linh của cháu đang về đâu đây để cùng với bác Thích Trúc Thái Minh chỉ tụng kinh Pháp Hoa mà ngày thường bác và cháu Tú Thanh vẫn thường hay tụng. Những nỗi đau ấy vẫn hẳn lên những nỗi đau của gia đình, bố mẹ, ông bà. Ngày hôm nay, cây hoa tím mà hai bác cháu thích nhất trong vườn hoa nhà sáng nay đã nở rộ. Một lúc ngồi yên cạnh cây quán thân này, bác thấy dài ngắn phải không phải là quan trọng. Quan trọng là thời điểm ta ngộ ra. Và con đã ngộ ra từ rất sớm. Như trang giấy trắng, con đã được vũ trụ ban tặng quá nhiều năng lượng thiện lành. Năng khiếu bẩm sinh, dùng tài năng của mình làm lay động, chuyển hóa biết bao nhiêu trái tim bất thiện. Vô minh, bằng những ca từ ngọt ngào ca ngợi đạo Phật, ai đó thì thấy sự xuất chúng của con mà lại đến chùa tham gia tu học. Hôm nay con vì lẽ đó mà tinh tiến hơn nữa nhé. Cảnh giới Phật là cảnh giới không có khổ đau, chỉ có an vui và hạnh phúc. Chuyển kinh Pháp Hoa con còn đang đọc để trả bài cho bác. Đến đó cũng đủ để ngộ ra rồi đó. Con hãy chấp nhận nhé, thật dũng mãnh để phát đại nguyện về cảnh giới Phật. Phương trời ngoại là nơi con cần đến. Bất sinh bất diệt, con sẽ còn mãi trong tim tất cả những người con Phật. Biết bao nhiêu những tháng năm qua, từ ngày con tham gia khóa tu tại chùa,
tất cả mọi người đều yêu quý, ai cũng cảm thấy quý mến con. Và những lời chia sẻ của thầy Thích Trúc Thái Minh xin được gửi tới con một bông hoa trắng. Kính thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi xin được cập nhật một vài thông tin của thầy Thích Trúc Thái Minh. Sư phụ gửi lời cầu nguyện đến bé Tú Thanh. Bé Tú Thanh là một ca sĩ nhỏ tuổi, tài năng, nhưng vì tai nạn giao thông vào ngày 1 tháng 7, 2023, con đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Sư phụ và chư tăng chùa Ba Vàng thương tiếc trước sự ra đi của con, cầu nguyện cho con tái sinh về cảnh giới an lành, tiếp tục gặp Phật Pháp và tu tập cầu giác ngộ giải thoát, và xin phân ưu chia buồn cùng gia đình con. Mong gia đình con sớm vượt qua nỗi đau này. Nam Mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là những lời của thầy Thích Trúc Thái Minh xin gửi lời chúc cho con. Tú Thanh, con đã không còn những tiếng ca còn lưu lại với thời gian. Cảm niệm công đức của ca nương Tú Thanh đã hát lên những ca khúc Phật giáo, làm lay động trái tim của đông đảo khán giả. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho bé được phúc lành, sinh về cõi an lành, tu theo Phật Pháp. Và thầy Thích Trúc Thái Minh cũng đăng một ca khúc Chúng Con Nhớ Mãi Ơn Thầy được Tú Thanh thể hiện vào năm 2019. Và đó là những cái lời mà thầy gửi để chia buồn cùng gia đình con Tú Thanh. Sau đây thì Khai Báo TV xin được mời các quý vị cùng nghe những cái lời mà thầy Thích Trúc Thái Minh nói về người gây tai nạn và sẽ sau này sẽ như thế nào. Mời các quý vị và các bạn sau đây chúng ta cùng theo dõi những cái lời của thầy Trúc Thái Minh chia sẻ. Xin trân trọng kính mời. Con bạch thầy, câu hỏi hôm nay là đến một vấn đề mà khá nhiều bạn quan tâm và lo sợ. Cái vấn đề đó là việc trả nợ âm. Cái tình huống của bạn ấy là các bạn ấy đi đường rồi gây tai nạn và làm chết người. Thế và sau đó thì bạn cũng rất lo lắng, con đi kể chuyện. Thế và bạn ấy lo lắng lại đi hỏi thêm người bạn khác. Thì người bạn kia nói là bạn đã kẹp chết người ta thì vong hồn nó đi theo. Đấy. Và phải làm lễ để trả nợ âm. Hôm nay thầy mới nghe cái từ trả nợ âm. Là phải nhờ thầy nhà chùa làm lễ cho. Thế thì giờ bạn ấy thắc mắc không biết trả nợ âm là thế nào và cách làm lễ như thế nào, giải như thế nào. Với câu hỏi này thì trước hết ý, thầy nhận định thế này. Nhất nói về cái duyên nghiệp. Vợ chồng bạn ấy đi mà gây tai nạn khiến người ta chết. Thế cái này nó, tức là giữa vợ chồng bạn ấy với cái người mất này nó phải có cái duyên nghiệp với nhau. Không thể là vô duyên vô cớ được. Hoặc duyên nợ gì đó. Từ tiền kiếp. Thì chúng ta mới thấy đấy là duyên nợ với nhau. Thì đấy là có cái duyên nghiệp. Thế thì cái kiếp này, bạn này mà đi mà gây tai nạn khiến người ta chết thì chắc chắn nó cũng phải có cái duyên nợ với nhau từ tiền kiếp rồi. Đó. Đấy, ở đây thì thầy mới nói là một cái ví dụ trong kinh Phật đấy, chứ không phải là vô duyên vô cớ. Thế cho nên người bạn nói là khi mà bạn kẹp chết người ta thì vong hồn sẽ đi theo. Tất nhiên bạn ấy nói thì chắc bạn cũng đã từng nghe kinh Phật, cũng không phải vong hồn nào cũng đi theo, và cũng có vong hồn nó đi theo thật. Cái chuyện đấy là có cái duyên đấy. Thế thì bây giờ bạn ấy nghĩ rằng là gia đình nhà mình đã làm tang lễ, thế rồi lại đền bù đầy đủ theo pháp luật, thì nghĩ là hết nợ, hay gọi là cũng tròn trách nhiệm. Thì đấy là về mặt trần gian thôi. Trần gian về mặt pháp luật, như thế là mình tròn trách nhiệm, rồi mình cũng làm hết cái nghĩa của trần gian. Thế nhưng cái người đã mất rồi đấy,
cái vong hồn đã mất ấy, liệu họ có thực sự đã được hoan hỷ chưa thì mình chưa khẳng định. Có khi mình là tang lễ đầy đủ, phải không? Rồi cúng lễ cho vong mâm cao cỗ đầy, thế nhưng mà mình lại sát sinh rất nhiều. Đó. Thế rồi mình đền bù tiền thì cái tiền đấy người sống hưởng, cũng không biết làm phúc, không biết tác phúc cho vong linh, cho vong hồn, thì vong hồn đâu có được hưởng cái gì. Mà nhiều khi do mình cúng lễ không đúng và mời thầy tà về cúng, rồi lại còn chấn yểm bùa, rồi lại sát sinh hại vật để cúng, thì vong linh lại còn bị nặng thêm, em vong hồn bị nặng thêm chứ không được cái gì cả. Nên chính vì thế cho nên là cái việc mà nói là đã đền bù đầy đủ, làm tang lễ chu đáo thì cái đấy chỉ là về mặt trần gian thôi, chứ còn về mặt thế giới tâm linh thì chưa khẳng định được cái việc ấy đã có lợi ích cho vong hồn, cho vong linh, để vong linh hoan hỷ. Mà vì có thể họ chưa hoan hỷ, họ vẫn có thể theo mình. Đấy, vì nó là những cái duyên nợ ân oán. Thế thì người bạn của vợ chồng bạn này khuyên bạn phải đến chùa thỉnh các thầy làm lễ cho, thì cái đó thì rất là tốt. Đúng là chỉ có nhờ pháp của Phật mới có thể giúp được thôi. Thế mà thầy nghĩ cái gọi là trả nợ âm này thì trong câu này phải được hiểu đó là làm cái lễ cầu siêu cho vong linh. Thực sự là làm lễ cầu siêu độ cho vong linh. Đấy. Thế thì bây giờ bạn ấy hỏi là chỉ cho bạn ấy cách thế nào nhé, thì chúng ta hiểu cái nghĩa, cái từ gọi là trả nợ âm á, hiểu là làm một cái lễ cầu siêu cho vong linh. Đấy. Thế thì như theo kinh Địa Tạng và một số các kinh điển đại thừa khác ấy, dạy cho chúng ta cách để làm lễ cầu siêu. À, thì gia đình cũng phải lập đàn để cầu siêu cho vong, rồi thỉnh chư tăng, những bậc có giới đức tu hành đến cùng tụng kinh, và rồi hướng dẫn gia đình sám hối các cái nghiệp chướng tiền khiên, thế rồi tác phước cúng dường tam bảo, bố thí phóng sinh, vân vân. Đó, làm những cái việc đó hồi hướng cho vong linh. À, thì vong linh họ nhận được phước báo, và với cái tâm chân thành của mình, rồi sự khai thị của chúng ta, thì vong linh có thể nhờ đó hoan hỷ mà hóa giải được cái oán kết. Và vong linh do tâm họ được thanh thản, hóa giải oán kết, họ không còn có cái hận thù với mình nữa, thì họ sẽ được siêu thoát. Ở đây siêu thoát không phải là họ vãng sinh về cõi Phật, mà được họ có thể bỏ cái cảnh giới ngã quỷ này, cô hồn này, mà họ được tái sinh lên cảnh giới cao quý hơn, nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, nhiều cái phúc lành hơn. Đây cũng gọi là một nghĩa của chữ siêu thoát. Siêu tức là lên, mà thoát tức là thoát cái cảnh giới hiện nay, gọi là thoát, thoát ra. Đấy, mà đây thoát cái cảnh khổ, cảnh này là cảnh ngã quỷ, cô hồn, thế mà thoát lên. Đấy, thế thì phải làm cái lễ cầu siêu thì mới có thể được. Đó, thế và gia đình thì cũng phải nhất tâm làm thì mới có cái sức chuyển hóa nhé. Chứ không phải bạn nghĩ là mình đã làm cúng đám ma, thế rồi nộp đền bù như thế là xong hẳn. Đấy, thế đấy là về mặt trần gian thôi. Còn về mặt tâm linh thì mình phải lo đúng pháp Phật dạy thì mới có tác dụng thiết thực cho cái người đã mất. Chứ nếu mà không thì người đã mất họ vẫn còn ấm ức, họ vẫn còn chưa có giải tỏa được, thì có thể họ vẫn theo. Cái đó là cái chuyện mà chúng ta thấy là nó vẫn xảy ra đấy. Đấy, thế cho nên thầy trước đây cũng nghe có một chú Phật tử, chú kể chú cũng là người lái xe. Thế thì chú cũng gây tai nạn kẹp chết một cô gái. Thế sau đó thì nhà cũng làm lễ đầy đủ rồi, tang ma đầy đủ, đền bù đầy đủ. Thế sau đó chú về thì chú cứ ngủ, chú thấy tối là thấy cô đứng ở đầu giường liên tục, thế là khiến chú mất ngủ, rất là sợ. Đó,
Thế mà sau đó thì gia đình cũng có lên chùa làm lễ, đó, chưa tăng hướng dẫn làm lễ đầy đủ, thì sau đó cái hiện tượng đó hết. Đấy thì đấy là một những cái rất một trong những rất nhiều câu chuyện minh chứng cái việc này. Đó, chúng ta làm lễ đúng pháp có thể giải được cái hóa giải được cái chuyện này. Nhá, dạ vâng. Con xin cảm ơn thầy. Và qua đây thì con nghĩ là không chỉ bản thân con mà cũng như là những người theo chương trình sẽ hiểu thêm được rằng là xung quanh chúng ta vẫn còn thế giới tâm linh nữa. Không phải chỉ mỗi việc là chúng ta lo cho giải quyết các hậu quả trên trần gian, mà chúng ta vẫn phải có những biện pháp thực hiện theo đúng như là Phật dạy, đúng pháp để hóa giải được những cái vấn đề liên quan vấn đề tâm linh nữa. Vâng. Một lần nữa thì con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con hy vọng rằng thầy sẽ dành nhiều thời gian để có thể giải đáp rất là nhiều thắc mắc, bởi vì còn rất là nhiều thắc mắc của mọi người. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn thầy.